Được biết đến là một trong 7 nhà van được Tổng cục Thuế lựa chọn để triển khai thí điểm việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, FPTIS đã cho ra đời phần mềm hóa đơn điện tử xác thực FPT Invoice nhằm phục vụ chính doanh nghiệp của mình và sẽ là giải pháp hóa đơn tối ưu cho các doanh nghiệp khác. Phần mềm FPT Invoice là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập và xuất hóa đơn điện tử xác thực, tích hợp quy trình khép kín và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của hóa đơn điện tử xác thực. Các tính năng mở rộng có thể tích hợp với các giải pháp quản lý có sẵn tại doanh nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm CRM và các phần mềm quản lý khác. FPT Invoice cung cấp các chức năng chính: đăng ký phát hành hóa đơn, quản lý các nghiệp vụ liên quan tới hóa đơn, ký số và xác thực chữ ký, cung cấp hệ thống dashboard và các báo cáo hóa đơn cần thiết cho doanh nghiệp, quản lý chuỗi công việc, tích hợp các hệ thống ERP, SMS, LDAP cùng nhiều tiện ích khác. FPT Invoice áp dụng các công nghệ mới và hiện đại nhất, nhờ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn hóa đơn, tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế đảm bảo độ chính xác và an toàn cao, đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng, tiết kiệm thời gian thực hiện, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Như vậy, với giải pháp hóa đơn điện tử FPT Invoice, khách hàng ngay lập tức có thể tiếp nhận và chủ động tra cứu thông tin ở bất cứ đâu. Việc quản lý và lưu trữ hóa đơn cũng an toàn và tiết kiệm hơn so với các thao tác thủ công như trước đây.